xin giới thiệu Nhật Hà. Wow. Em xin chào ban giám khảo. Em tên là Đỗ Nhật Hà. Năm nay em 22 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là sinh viên năm tư chuyên ngành quản trị khách sạn. Lý do tại sao em lại chọn nhảy ở tiết mục để mà thuyết phục các huấn luyện viên? Thật sự là ngay từ vòng casting khi đến với Chinh Phục Hoàng Mỹ thì em đã biểu diễn một phần trình diễn là nhảy trên nền nhạc Hàn Quốc. Thì cái đó vẫn là cái phong cách, cái style mà em đang hướng đến. Và ngày hôm nay thì em có một cái thử thách khó hơn cho mình là em hát live, vừa hát vừa nhảy trên nền nhạc Hàn Quốc luôn. Thật sự luôn á, tưởng Hàn Quốc về không? Ban tổ chức đã kiểm tra chứng minh thư cái thứ đầy đủ không nhở? Thì thật sự là bạn Đỗ Nhật Hà thì Hùng cũng biết nhau được gần 2 năm rồi. Quen anh? Dạ, người quen. Bất ngờ tại vì thấy bạn diễn cách quốc rất là nhiều, chưa bao giờ thấy bạn nhảy hay là hát. Và Hùng đồng ý cho bạn một vé. Cái hình ảnh của em nó làm cho chị rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì sắp tới đây chị lại có một cái dòng make up đến từ Hàn Quốc. Thì thôi bây giờ thử thách em một tí xíu đó ha. Tại vì sao? Chuẩn bị ra mắt thì chị cũng đang tìm kiếm một gương mặt đại diện cho cái sản phẩm của mình. Thì chị sẽ đưa cho em một cái sản phẩm của Make Up Yuki. Em có thể làm một đoạn TVC ngắn về cái sản phẩm đó để thuyết phục chị. Em sẽ làm một gương mặt xứng đáng cho cái vị trí mà đại diện cho thương hiệu Make Up Yuki sắp tới. Bạn đã bao giờ thử đến một xu hướng mới chưa? Thiết kế sang trọng, vitamin mềm trong nước. Hanayuki, xu hướng mới của người trẻ. Hình như là chị cho em cái thử thách dễ quá rồi. Thực sự mà nói thì đang vẫn phải nói một cái lời cảm ơn vì em đã tới với cái chương trình này. Có lẽ là đúng là nhờ Chinh Phục Hoàn Mỹ xuất hiện thì đã khiến cho em xuất hiện. Còn nếu không thì chị nghĩ rằng là ở trong đời thường nếu em không nói thì cũng chẳng ai biết em là người chuyển giới cả. Và chị cảm ơn em dám tới với chương trình là bởi vì sao? Bởi vì với gương mặt, cái hình thể như em á, em không công khai, chị biết chắc em vẫn đầy công việc để làm, đầy sự thuận lợi trong đời sống. Nhưng em vẫn chọn cái cách công khai.
cuộc sống của người chuyển giới thì họ đã gặp rất là nhiều những cái bất công trong cuộc sống. Họ sẽ có một cái điều gì đó khá là tiêu cực trong cách suy nghĩ của mình. Nên ngày hôm nay tôi ở đây, tôi muốn cho tất cả mọi người thấy là người chuyển giới cũng như những người bình thường khác, tôi có thể đến trường học tập để vui chơi với bạn bè, tôi có thể làm những cái điều mà tôi thích. Những cái thời gian tươi đẹp đó, tôi gọi nó là thanh xuân. Nhưng cuộc sống thì không ai có được những điều hoàn hảo cho bản thân mình cả. Đối với bản thân tôi thì tình cảm gia đình luôn là cái điều mà tôi trân quý nhất. Bên cạnh những cái việc là mẹ tôi luôn ủng hộ, luôn bên cạnh tôi trong suốt những cái khoảng thời gian khó khăn nhất, thì ba luôn là người mà khiến cho tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Và em có từng trải qua một cái luồng dư luận rất là lớn hay là một cái nỗi đau lớn gì khi mà em quyết định với con đường của mình? Đó chính là ba em không nói chuyện với em nữa. Và cho tới tận bây giờ? Thật sự là ở chung nhà suốt 4 năm, thật sự là như hai người dưng ở trong nhà. Nhưng mà tất cả mọi hành động của em, từ công việc, học tập, cuộc sống, thì ba em luôn luôn theo dõi em. Ba em đều biết hết. Với những điều tôi đang thể hiện tại chương trình này, tôi rất mong là tôi có thể nói với ba được hết tất cả những điều mà tôi đã làm. Và bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi. Để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Do thuê bao quý khách tôi gọi hiện tại đang bận hoặc không nhấc máy. Cái việc mà ba không bắt điện thoại của mình thì tôi cũng đã lường trước được. Thật sự là tôi cũng không có quá bất ngờ về cái hành động này của ba. Suy nghĩ theo một hướng tích cực thì có thể là ba tôi đang bận. Nhưng mà tôi mong sẽ có một ngày nào đó tôi có thể trò chuyện với ba tôi, nói hết những cái tâm tư của tôi. Sẽ có một ngày ba tôi thật sự hiểu và thật sự hãnh diện về đứa con gái này của mình. Đứa con gái mang tên Đỗ Nhật Hà. Rất là nhiều bạn xinh xắn giống như em, họ không dám công khai, họ không dám đánh đổi cái mà chị Giang gọi đó là cái sự ổn định tạm thời và cái hạnh phúc tạm thời của họ cho những cái tương lai giông bão có thể là xáo trộn phía trước. Nhưng em dám làm điều đấy. Thông qua chương trình này, nếu như em thành công, em dạy cho mọi người một cái bài học, đó chính là cái hạnh phúc thực sự đó là khi người khác phải biết mình là ai và người ta yêu chị vì người ta biết chị là Hương Giang, chứ không phải vì người ta lầm tưởng chị là một ai khác. Đấy là cái điều mà vô cùng khó, nhưng không phải ai cũng dám đánh đổi. Cho nên là chỉ cảm ơn em đã đến đây. Và phải nói là em là người rất thông minh, em biết cái hình ảnh nào hợp với mình. Anh cũng đồng tình với tất cả các vị giám khảo khác rằng là hôm nay em làm rất tốt. Anh thấy cái điều tốt nhất của em á, có nghĩa là giọng hát của em thì hay, nhưng mà không phải là cái gì đó quá nổi trội, mà cái nổi trội nhất của em đó là cái kỹ năng biểu diễn, cái thần thái của em trên sân khấu rất là thu hút. Thì anh nghĩ đây là một cái điều mà chương trình cũng đang tìm kiếm. Không, thực sự qua chương trình này thì tin chắc là em sẽ có rất là nhiều fan. Em có thể là một cái thế hệ tiếp theo đại diện cho những người chuyển giới Việt Nam, một cái next generation, mà chị tin là như thế. Em đại diện cho rất là nhiều những cái hào quang mà chị có thể nhìn thấy ngay bây giờ. Khi mà chị Giang về hưu là nói chung là em sẽ là một... Không, Lộc, chị đâu không cần chị về hưu là em cũng có thể tỏa sáng rồi. Và chị tin chắc là như vậy. Cho nên là chị sẽ trao cho em một cái ngôi sao để cho em. Và xin chúc mừng em với ngày hôm nay. Dạ, em xin cảm ơn mọi người đang thảo rất nhiều. Anh rất muốn một cái màu sắc mới, một cái màu sắc hiện đại, rất là dễ gần đối với số đông. Và em là nhân tố mà anh cần tìm. Team của anh Huy thì bây giờ đã có 11 hoặc 12 thành viên rồi. Em có sẵn sàng là một thành viên trong team đó để lấy đi một cái vị trí của một người khác không? Trong khi team của tụi anh hiện tại là đang có 7 người. Và em là mảnh ghép cuối cùng của team màu hồng, tâm điểm cầu vồng. Màu hồng là tâm điểm của cầu vồng, nhưng mà bảy sắc cầu vồng thì màu hồng là màu nằm ở ngoài, màu xanh dương mới chính là màu nằm ở giữa. Wow. Em có chấp nhận làm người thay thế khi bên này quá nhiều người không? Rất đông thì bây giờ mạnh. Thì mình có thể nói như vậy, nhưng mà tí nữa là mình sẽ phải cắt hơn gần một số nữa thành viên. Em có thể là một số bị cắt sẽ không phải là em, vì anh chắc chắn anh rất thích em ở đội của mình. Bạn thích Hàn Quốc đúng không? Mình có thể đưa bạn đi Seoul Fashion Week luôn. Vừa trở về từ Seoul Fashion Week rất luôn. Rất nhiều Seoul Fashion Week mình đã đi rồi. Và Huy là người đi Seoul Fashion Week đầu tiên. Và Huy đã rất thành công đối với Seoul. Tại vì Phương Anh trẻ hơn thì Phương Anh đi sau thôi. Bạn có chiều cao như thế này thì catwalk và show anh Tuấn sắp tới luôn. Sao ai cũng thấy Phương Anh hứa catwalk mà sao lại show anh Tuấn mà. Không, tại vì thực tế là như thế này.
thực tế như thế này. Một năm anh có những 4 show. Tất cả những điều mà bên team Hồng có thể cho em, bên team Xanh chắc chắn cũng sẽ lo cho lại. Anh nghĩ là nếu mà team Xanh có những cái gì thì team Xanh nói, chứ tại sao nãy giờ team Hồng nói ra rồi team Xanh. Thôi anh nghĩ là chắc mọi người cũng nói đủ. Em cũng hiểu được tấm chân tình của anh. Nếu mà em có chọn đội khác thì em cũng sẽ nhận được sự hậu thuẫn từ anh và Thúy Phương Anh. Điều đó là điều chắc chắn. Có những thứ em vẫn còn rất là thiếu sót so với mặt bằng chung với thí sinh năm nay. Nên em mong muốn là các vị huấn luyện viên sẽ có một cái điều mà thay đổi được những cái khiếm khuyết của em. Mục tiêu của em đến với cuộc thi này là gì? Là sẽ kế vị chị Hương Giang hay chỉ đơn giản em muốn tìm cho em một sân chơi đất diễn để thể hiện mình? Em muốn chiến thắng cuộc thi này. Đó. Nếu thế thì em phải có kinh nghiệm. Mà để nói kinh nghiệm chiến đấu quốc tế thì không ai qua được chị ở đây. Wow. Vì sao mình lại phải học kinh nghiệm từ những người đi thi trong khi mình có thể học kinh nghiệm từ giám khảo? Anh đã là giám khảo của rất là nhiều cuộc thi trong nước cũng như là quốc tế, và anh sẽ dùng hết tất cả những cái thứ đó để bổ sung cho em những cái gì em đang thiếu. Nếu mà nói về quán quân thì quán quân The Face mùa 1 ngồi ngay bên cạnh anh. Cô học trò của anh chinh chiến ở một cuộc thi lớn nhất thế giới, đó là Hoa hậu Hoàn Vũ, cô Hermie, thì tất cả những điều mà anh có thể truyền dạy được đều có thể truyền lại cho em. Đối với cuộc thi Miss World, Huy có Tiểu Vy, và mọi người có thể thấy rằng Tiểu Vy ở Miss World hoàn toàn độ lột xác so với Tiểu Vy trước đó được đánh giá không cao, và đó là những gì anh có thể làm được. Trời ơi, nặng đô quá. Nặng đô quá. Hai tim. Thôi bây giờ anh nghĩ là mọi người nói cũng đủ rồi. Anh nghĩ là đến lúc em đưa ra quyết định. Với tư cách là người đã trao cho em ngôi sao thì chị cũng tin tưởng là em đủ thông minh để lựa chọn cái người nào mà sẽ đồng hành cùng với em xa nhất, tặng cái nơi mà em cảm thấy là an toàn nhất, cái nơi mà cái chiến thuật của em cảm thấy là phù hợp nhất. Em cũng xin cảm ơn tình cảm của hai đội đã dành cho em từ nãy đến giờ. Em sẽ đưa ra quyết định của mình. Em nghĩ là em muốn về một team mà nơi đó em sẽ là chiến binh mạnh nhất. Em xin về đội Hồng. Yeah. Chào mừng em mảnh ghép cuối cùng của đội Hồng. Nếu em đã chắc rồi, em đã là chiến binh mạnh nhất của team Hồng. Đây là bây giờ đã thuộc quyền của team Hồng rồi nha. Em chỉ hỏi em đã làm gì.